Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ông hỡi những người Việt phái, vì các ông nộp thuế thập phân bạc hà vân hương và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải thi hành những điều này và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ông hỡi những người biệt phái, vì các ông ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ông vì các ông giống như những mồ mả lạng, người ta bước đi ở trên mà không hay biết. Có một tiến sĩ luật bấy giờ liền hỏi Chúa rằng: Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Chúa Giêsu đáp lại: Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ông nữa, vì các ông chất lên vai người ta những gánh nặng chẳng thể vác được, mà chính các ông dù một ngón tay cũng không hề động tới. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay qua hai bài đọc kêu mời chúng ta, đặc biệt qua lời Thánh Phaolô trong bài đọc 1: Anh em chẳng biết lòng nhân lành của Thiên Chúa, phải hối thúc anh em hối cải hay sao? Như vậy lời Chúa hối thúc chúng ta hối cải. Vậy chúng ta cần hối cải về những điều gì? Thưa, trong bài phúc âm, chính Chúa Giêsu nặng lời trách phiền những người thuộc cấp lãnh đạo dân Do Thái lúc bấy giờ. Trước nhất, Chúa trách những người bịt phái. Thứ nhất, vì họ giữ luật lý chi mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Thứ hai, họ ham hố danh vọng, thích ngồi chỗ nhất trong các hội đường. Thứ ba, họ giả hình, ẩn mình như những mồ mả lạng, nên không ai nhận ra được cái bộ mặt thật của họ. Chúa còn trách những tiến sĩ luật vì họ chất lên dân chúng những gánh nặng không thể vác được, mà chính họ thì không đá động gì tới. Như vậy họ biến những lề luật của Chúa, thay vì đem đến niềm vui và hạnh phúc giải phóng, thì lại trở thành quan án, thành gánh nặng đặc biệt cho lương tâm và cho đời sống dân chúng. Và Chúa Giêsu cũng đã xác định điều cốt yếu của hối cải chính là trở về với lòng yêu mến Thiên Chúa. Giữ lề luật hay giữ các thói quen đều phải tiến tới cái điều cốt lõi, đó là lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải trở về với Thiên Chúa và yêu mến Ngài như tấm gương đời sống yêu mến của chính Chúa Giêsu mà Thánh Phaolô đã xác định trong thư gửi tín hữu Philip là: Đức Giêsu Kitô là Đức Chúa cho vinh quang của Thiên Chúa của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha, cho nên Chúa Giêsu xác định lương thực của ta là thi hành ý muốn của Cha ta, là làm cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như
trên trời. Từ đó, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống tất cả vì lòng yêu mến Chúa, mà theo châm ngôn của Thánh Ignacio, đấng sáng lập dòng tên đã chọn là tất cả vì vinh danh Thiên Chúa hết. Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta để thực hiện điều đó. Dù anh em ăn, dù anh em uống hay làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm tất cả vì để tôn vinh danh Chúa, để tỏ lòng yêu mến Chúa, chứ không phải vì được cho người ta khen hay để cho người ta tôn vinh mình. Vậy chúng ta phải làm gì để tôn vinh Thiên Chúa đây? Chúng ta thấy trong bài đáp ca chúng ta vừa đọc nêu lên cho chúng ta cái phương thế rất là cụ thể. Hầu có thể yêu mến Thiên Chúa, để có thể tôn vinh Thiên Chúa, đó là phải luôn trông cậy vững vàng vào Thiên Chúa. Như trong bài đáp ca trích Thánh Vịnh 61 kêu mời: Hỡi các dân tộc, hãy cậy trông Thiên Chúa mọi lúc, hãy dốc niềm tâm sự nơi Chúa, vì Chúa là nơi nương náu, là chốn an vui, là đấng trả công cho ta theo những việc ta làm. Ý thức sâu xa như vậy, cho nên chúng ta thấy Á Thánh Andre Phú Yên, bổn mạng các giáo lý viên, đã cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì con được sống cả ngàn cuộc đời này để yêu Chúa hơn, để tôn vinh danh Chúa hơn. Danh Chúa được tôn vinh, hiểu theo nghĩ gì? Có phải chăng là những lời ca tụng của chúng ta sẽ thêm sự vinh quang cho Chúa? Không, Chúa đã vinh quang hoàn toàn, viên mãn hoàn toàn đầy đủ. Chúa đã vinh quang vô cùng rồi. Những lời ca tụng của chúng ta, như trong cái lời kinh tiền tụng chung số 4, những lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì vinh quang cho Chúa. Nhưng vinh danh Chúa hơn ở đây hiểu theo nghĩa gì? Vinh danh của Thiên Chúa được tôn vinh hơn hiểu theo nghĩa là chúng ta phải làm sao cho qua lời nói, việc làm của chúng ta, người anh em chung quanh, nhất là những người chưa nhận biết Chúa, sẽ nhận biết họ cũng là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa đang yêu thương họ, và Thiên Chúa yêu thương họ qua tình yêu thương chăm sóc của mỗi người chúng ta. Xin mời ông bà anh chị em chúng ta đọc lại một đoạn hồi ký mà một nữ tu tên là Rosa phục vụ bệnh nhân COVID tại một bệnh viện, và cái phiên của chị, của sơ thường thường là vào ban đêm, bởi vì cần tới để gặp gỡ, để lắng nghe, để tâm sự, để an ủi những người bệnh nhân rất cần sự nâng đỡ về tinh thần này. Và sơ đã ghi lại với tựa đề Tất cả để vinh danh Chúa. Sơ viết: Tôi đi vào cuối phòng thì nhận ra một bệnh nhân. Ban đầu cũng khá nặng, nhưng hôm nay đã được chuyển xuống đây. Nên tôi tiến lại chúc mừng cô. Tôi trả lời cho cô hết những câu hỏi đủ thứ chuyện: sơ đạo gì, sơ đi tu cha mẹ sơ có cho không, sơ đi tu để làm cái gì, sao mà sơ lại đi tu như vậy, sơ đẹp thế mà đi tu uổng thế, nhiều thứ thắc mắc. Và sơ nói rằng tôi trả lời hết. Và cô cũng chia sẻ cho tôi nghe những hoàn cảnh quẫn bách của cô, của gia đình cô. Và sơ viết: Thấy cô vui vui, cho nên tôi nói với cô một chút về Chúa. Rồi tôi nói với cô ta: Cô nói theo con nha. Con nói làm sao thì cô nói như vậy. Lạy Chúa,
con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa. Xin Chúa chữa lành cho con và gia đình con. Sau đó tôi bảo cô ta đi ngủ cho có sức khỏe. Và tôi âm thầm nói với Chúa: lạy Chúa, tất cả để làm vinh danh Chúa. Tôi rời bệnh viện khi trời sắp sáng. Thế là một ca trực đêm nữa đã xong. Và tôi thật là vui và bất ngờ khi sáng ra tôi nhận được tin nhắn từ cô bệnh nhân: cảm ơn sơ, sáng nay em đã cầu nguyện Chúa như câu mà sơ đã dạy tối hôm qua. Tôi hỏi cô khi cầu nguyện thì cảm thấy thế nào. Cô nhắn tin lại: em thấy an lòng, thoải mái tinh thần lắm sơ ơi. Và cô ta viết thêm: em cảm thấy có một sự che chở vô hình nào đó đang chăm sóc em. Rồi sơ viết: tôi tạ ơn Chúa và tôi chìm vào giấc ngủ sau một đêm phục vụ, tất cả để làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa, ước gì đó cũng là lời nguyện tắt mỗi ngày của chúng con, tất cả để làm vinh danh Chúa hơn. Amen.